Trong năm 2022, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính kỷ lục lên tới 32,1 tỷ đô la từ các nước phương Tây và tổ chức quốc tế. Mỹ và Liên minh châu Âu dành cho Kiev những khoản viện trợ lớn nhất. Với 12 tỷ đô la, Mỹ đứng đầu danh sách các nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Kiev, tiếp đến là EU 8 tỷ đô la, Quỹ tiền tệ quốc tế 2,7 tỷ đô la, Canada 1,9 tỷ đô la và Đức 1,6 tỷ đô la. Năm ngoái, dự trữ ngoại hối của Ukraine giảm 7,9%. Hiện tại, dự trữ ngoại hối của Ukraine là 28,5 tỷ đô la. GDP của nước này trong năm ngoái đã giảm 30,4%. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất được ghi nhận trong 30 năm qua. Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cung cấp mọi cơ sở hạ tầng cho trung tâm khí đốt và một nền tảng thương mại với châu Âu tại nước này. Tháng 10 năm ngoái, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về việc thành lập một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu có thể nhận khí đốt từ trung tâm này. Trong 4 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận hành một nền tảng kinh doanh khí đốt cho thị trường trong nước. Hiện Ankara đang đàm phán với các quốc gia khác về việc trở thành trung tâm giao dịch khí đốt. Tổng thống Nga cho rằng trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chỉ bảo đảm nguồn cung mà còn có thể giúp ổn định giá cả thị trường. Trung Quốc đã chính thức hạ mức quản lý dịch bệnh COVID-19 từ loại A xuống loại B và bỏ cách ly kiểm dịch, đánh dấu việc mở cửa đất nước trở lại sau 3 năm chống dịch. Bắt đầu từ hôm nay, người nhập cảnh Trung Quốc không phải xét nghiệm acid nucleic. Hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền sẽ dần được khôi phục. Trung Quốc cũng sẽ tối ưu hóa hơn nữa việc sắp xếp cho người nước ngoài quay trở lại để nối lại công việc, kinh doanh, học tập, thăm thân và đoàn tụ, đồng thời tạo điều kiện cấp thị thực phù hợp. Ngày hôm nay, lượng người nhập cảnh Trung Quốc đã tăng vọt tại các sân bay và cửa khẩu. Từ ngày hôm qua, mùng 7 tháng 1, kỳ xuân vận 2023 đã chính thức bắt đầu và hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã khởi hành về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bắt đầu mở cửa biên giới từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 1. Động thái này hứa hẹn dẫn tới làn sóng du khách đi du lịch nước ngoài ồ ạt sau 3 năm quốc gia này đóng cửa chống dịch. Đặc biệt, những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á được cho là sẽ hưởng lợi hàng đầu bởi không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19. Với các động thái mở cửa đất nước để chuyển sang sống chung với dịch bệnh liên tiếp trong những ngày gần đây, các chuyên gia nhận định khách du lịch Trung Quốc sẽ chọn những phương án ít rắc rối nhất và hướng đến những điểm đến không yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Và do đó, điều này sẽ mang lại lợi ích cho Đông Nam Á. Các sân bay trong khu vực càng bận rộn thì càng tốt cho nền kinh tế của họ, đặc biệt đối với những nền kinh tế du lịch của khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á có nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, trong đó du khách Trung Quốc từng chiếm phần lớn trong lượng khách ở đây. Các bãi biển, trung tâm thương mại và sòng bạc ở khu vực này đều bị ảnh hưởng nặng nề khi vắng bóng du khách Trung Quốc trong vài năm qua. Giờ đây, ngành du lịch Đông Nam Á đang chuẩn bị chào đón du khách Trung Quốc trở lại. Thái Lan dự kiến đón 5 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023, tương đương gần một nửa của 10,99 triệu khách năm 2019. Du lịch chiếm gần 20% thu nhập quốc gia của Thái Lan trước đại dịch, trong đó Trung Quốc là nguồn khách nước ngoài lớn nhất. Tôi rất sợ COVID-19, nhưng không có việc thì còn đáng sợ hơn. Vậy nên chúng tôi rất chờ đợi khách Trung Quốc quay trở lại. Du khách Trung Quốc quay trở lại khiến nền kinh tế của chúng tôi có thể phục hồi. Họ đến ăn uống, mua sắm và du lịch. Tiền được chi tiêu, ít nhất họ đi xe của tôi thì tôi cũng sẽ kiếm được nhiều hơn. Trong khi Australia, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính với khách du lịch đến từ Trung Quốc, thì các nước Đông Nam Á, từ Campuchia đến Indonesia và Singapore đều không có quy định này. Ngoại trừ việc Malaysia và Thái Lan xét nghiệm nước thải trên máy bay để phát hiện virus, 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ đón du khách đến từ Trung Quốc như các quốc gia khác. Theo khảo sát, có tới 76% công ty du lịch Trung Quốc xếp Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu khi du lịch nước ngoài được nối lại. Còn từ hôm nay, cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ trước khi lên chuyến bay đến nước này. Các quy định mới sẽ được áp dụng ít nhất cho đến cuối tháng 1 này. Mọi du khách quốc tế khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 không quá 6 tháng trước thời điểm đến nước này. Những du khách chưa được tiêm chủng phải có bằng chứng về lý do không thể tiêm vaccine. Các hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm đưa những người không có giấy tờ phù hợp trở về điểm xuất phát.
Ít nhất một người đã thiệt mạng và 57 người bị thương khi hai đoàn tàu đâm vào nhau trong đường hầm ở Mexico City, thủ đô Mexico. Trong số những người bị thương thì trường hợp nặng nhất là người lái tàu. Nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân của vụ va chạm. Hệ thống tàu điện ở Mexico City được khai trương từ năm 1969, chuyên chở trung bình 4,6 triệu lượt người mỗi ngày. Nhưng hệ thống này thường bị chỉ trích vì công tác bảo trì kém. Đun nấu bằng bếp ga trong hộ gia đình có liên quan đến 12,7% trường hợp trẻ em mắc bệnh hen suyễn tại Mỹ. Đây là kết quả nghiên cứu do Tổ chức Tư vấn Môi trường Rocky Mountain Institute của Mỹ thực hiện. Hiện có khoảng 35% nhà bếp tại Mỹ dùng ga để đun nấu. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách nấu nướng này phát thải lượng khí NO2 cao hơn. Khí NO2 được cho là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự phát triển của bệnh hen suyễn và có khả năng làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn. Hiện có khoảng 650.000 trẻ em tại Mỹ đang mắc bệnh hen suyễn do tiếp xúc với bếp ga và khí thải khi sử dụng bếp ga. Giao thông đông đúc thì tạo nên sức sống cho các thành phố lớn, nhưng cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn. Sát thủ vô hình này đã đe dọa sức khỏe của hàng triệu người mỗi năm chỉ sau bụi. Mới đây, Paris, một trong những thành phố ồn ào nhất của châu Âu, đã quyết định tuyên chiến với vấn nạn này. Đây là chiếc radar phát hiện tiếng ồn từ các phương tiện giao thông được lắp đặt trên một cột đèn đường ở quận 20 phía đông Paris. Dự kiến sẽ có nhiều chiếc radar như thế này được lắp đặt trên khắp thành phố và cả vùng ngoại ô. Mỗi radar có 2 mô đun âm thanh. Mỗi mô đun bao gồm 4 micro cùng với 3 camera để ghi hình luồng giao thông và chụp ảnh biển số xe. Thiết bị này sẽ báo cáo các phương tiện giao thông vượt quá mức âm thanh tối đa mà tiêu chuẩn đặt ra, tức là từ 85 hoặc 90 decibel. Nhà chức trách Paris hiện chưa áp dụng mức phạt đối với các chủ xe vi phạm, song dự kiến sẽ triển khai biện pháp này từ đầu năm nay. Luật quy định các cơ quan chức năng có thể xử phạt chủ sở hữu các phương tiện gây nhiều tiếng ồn, nhưng hiện việc này chỉ được thực hiện khi cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị chuyên dụng để xác định được vi phạm tại chỗ. Hệ thống mới sẽ có cơ chế hoạt động giống như thiết bị bắn tốc độ với các mức phạt tự động. Radar có thể đo mức độ tiếng ồn của phương tiện đang di chuyển và xác định biển số phương tiện gây ra tiếng ồn quá giới hạn cho phép. Do đó, radar có thể hỗ trợ hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với tiếng ồn gây rối loạn giấc ngủ và các bệnh tim mạch, giảm tuổi thọ tới 8 tháng. Tuy nhiên, ô nhiễm tiếng ồn từ giao thông từ lâu đã trở thành điểm mù trong chính sách của Paris. Do đó, cuộc chiến chống tiếng ồn được xác định là một trong các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cảnh sát thành phố. Theo một nghiên cứu của Cơ quan Môi trường châu Âu, Paris là một trong những thành phố ồn ào nhất, với hơn 5,5 triệu người phải chịu ô nhiễm tiếng ồn ở mức 55 decibel hoặc cao hơn, trong khi với London là 2,6 triệu và 1,7 triệu người ở Viên và Rome. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.